tận thế luôn là một chủ đề không mấy là vui vẻ, nhưng lại mang cho mọi người sự tò mò không thôi. Cuộc đại tuyệt chủng của loài người hay được mô tả qua những lời tiên tri, các câu chuyện giả tưởng hay trong trí tưởng tượng của những người đam mê thuyết âm mưu trên khắp thế giới. Sự kiện này, dưới góc nhìn khái quát nhất, thì nó tương đương với việc khủng long tuyệt chủng khoảng 65 triệu năm trước. Có rất nhiều cách để đưa trái đất tới một ngày tận thế. Đó có thể là đến từ chính con người, vi sinh vật, thiên nhiên, người ngoài hành tinh và nhiều hơn thế nữa. Vậy bạn có bao giờ thắc mắc ngày tận thế của chúng ta thực sự sẽ diễn ra như thế nào hay không? Khả năng nào để con người có thể sống sót sau thảm họa ấy? Và nếu con người may mắn còn tồn tại, chúng ta cần làm gì để khôi phục hành tinh này? Chào mừng các bạn đến với series tiếp theo của Vũ trụ Nguyên thủy mang tên Kịch bản tận thế. Tập 1: Chiến tranh hạt nhân. Trước hết, chúng ta cần phải hiểu được thế nào là ngày tận thế. Theo nghĩa thông thường, đơn giản nhất thì tận thế là ngày tận cùng của thế giới. Tuy nhiên, cách hiểu này có gì đó chưa được hợp lý cho lắm. Bởi lẽ, để làm cho cả một hành tinh như trái đất đột nhiên biến mất, vỡ vụn hay biến đổi hình dạng đến mức không còn tồn tại nữa là điều gần như bất khả thi. Thay vào đó, tận thế theo cách hiểu của chúng ta thường là một sự kiện nào đó gây ảnh hưởng trực tiếp tới phần lớn sự sống trên hành tinh, hay cụ thể hơn là con người. Vì vậy, ta có thể thống nhất với nhau rằng, trong video hôm nay, ta sẽ bàn về ngày mà phần lớn nền văn minh của loài người bị tiêu diệt. Chẳng cần phải nói, thì các bạn hẳn cũng đoán ra cái kịch bản này cho một ngày tận thế. Xét trên mọi khía cạnh, đây là một trong những lý do thực tế nhất và có khả năng nhất đưa con người trở về thời kỳ đồ đá hoặc thậm chí là biến mất hoàn toàn. Và bạn có biết, từ khi bom hạt nhân ra đời, người ta còn tạo ra hẳn một cái đồng hồ đếm ngược đến ngày tận thế. Và cho bạn nào chưa biết thì đồng hồ ngày tận thế là một vật mang tính tượng trưng được ban lãnh đạo của tờ báo Bulletin of the Atomic Scientist thuộc Đại học Chicago lập ra vào năm 1947 nhằm thể hiện mức độ cảnh báo về chiến tranh hạt nhân toàn cầu. Theo đó, hiểm họa hạt nhân càng lớn bao nhiêu thì chiếc đồng hồ càng chạy gần lại thời điểm nửa đêm bấy nhiêu. Cùng với sự phát triển của các loại vũ khí hủy diệt và vũ khí công nghệ cao khác, đồng hồ ngày tận thế hiện nay được dùng để cảnh báo mối nguy hiểm với thế giới đến từ tất cả những hiểm họa hủy diệt hàng loạt có thể đe dọa tới loài người. Ví dụ như sự tàn phá môi trường, biến đổi khí hậu hay vũ khí công nghệ nano. Và trong thời điểm hiện tại, đồng hồ tận thế đang cảnh báo con người với thông điệp chỉ còn vài phút nữa là tới nửa đêm. Quay trở lại với vấn đề chính, thì chiến tranh hạt nhân trên thực tế là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Vậy thì vũ khí hạt nhân đã ra đời từ khi nào? Hiện nay chúng ta có bao nhiêu vũ khí hạt nhân? Và sức mạnh của vũ khí hạt nhân khủng khiếp cỡ nào mà có thể đưa hàng chục triệu năm thành quả chọn lọc của mẹ thiên nhiên về con số 0 chỉ bằng một nút bấm? Vũ khí hạt nhân là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà năng lượng của nó do các phản ứng phân hạch hạt nhân hoặc phản ứng hợp hạch gây ra. Một vũ khí hạt nhân nhỏ nhất có sức công phá lớn hơn bất kỳ vũ khí quy ước nào. Vũ khí có sức công phá tương đương với 30.000 đến 300.000 tấn thuốc nổ có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố. Nếu sức công phá là 1 triệu tấn thì có thể phá hủy một vùng với bán kính 100 đến 160 km. Những vũ khí hạt nhân đầu tiên được Hoa Kỳ chế tạo cùng với sự giúp đỡ của Anh Quốc và Canada trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đó là một phần của dự án Manhattan tối mật. Không lâu sau, vào năm 1945, Nhật Bản là quốc gia đầu tiên chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của bom nguyên tử. Hai thành phố Hiroshima và Nagasaki gần như đã bị san phẳng hoàn toàn. Little Boy, quả bom được thả xuống Hiroshima có sức công phá khoảng 13 đến 18 kiloton, tạo thành một cột khói hình nấm cao 6.000 mét, đồng thời giải phóng bức xạ ra không khí. Quả bom đã ngay lập tức làm thiệt mạng 80.000 thường dân sống ở thành phố này. Trong khi đó, Fat Man, quả bom nguyên tử thứ hai được thả xuống Nagasaki 3 ngày sau đó,
có độ hiệu quả cao hơn Little Boy khi quả bom này lấy năng lượng từ plutonium và tạo ra được vụ nổ lên đến 21 kiloton, hình thành một cột khói hình nấm cao hơn 8.000 mét và khiến 40.000 người thương vong. Quả bom hạt nhân lớn nhất trong lịch sử nhân loại từng được kích nổ có tên là bom sao hỏa. Ban đầu quả bom mang thiết kế để có đương lượng nổ khoảng 100 triệu tấn TNT. Tuy nhiên, đương lượng nổ đã được giảm đi một nửa do lo ngại về bụi phóng xạ có khả năng bay đến Moscow. Chỉ một quả bom loại này được chế tạo và thử nghiệm vào ngày 30 tháng 10 năm 1961 tại quần đảo Novaya Zemlya. Và để cho bạn dễ hình dung, thì sức mạnh của bom sao hỏa gấp 10 lần tất cả bom đạn trong chiến tranh thế giới thứ hai được các bên sử dụng, bao gồm cả hai quả bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản vào năm 1945. Vậy thì tính tới thời điểm hiện tại, chúng ta đang có bao nhiêu vũ khí hạt nhân và cần bao nhiêu vũ khí kích hoạt cùng một lúc để đưa trái đất về một ngày tận thế đúng nghĩa? Trong suốt chiều dài lịch sử, đã có hàng chục ngàn đầu đạn hạt nhân được tạo ra, đỉnh điểm lên đến hơn 70.000 vào năm 1986. Tuy đã có một số thời kỳ vũ khí hạt nhân được hạn chế, nhưng ngày nay đây vẫn là một con số vô cùng đáng để suy ngẫm. Theo đó, hiện 9 quốc gia bao gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Israel, Triều Tiên, Pakistan, Mỹ và Nga đang sở hữu tổng cộng 12.705 đầu đạn hạt nhân tính đến thời điểm tháng 1 năm 2022. Nga là nước có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất với tổng số 5.977 đầu đạn hạt nhân. Trong đó, 1.588 đầu đạn được triển khai cùng tên lửa và máy bay đang trong tình trạng sẵn sàng cao. Trong khi đó, Mỹ có 5.428 đầu đạn hạt nhân và 1.750 đầu đạn trong số đó đang được triển khai. Đứng ở các vị trí tiếp theo là Trung Quốc với 350 đầu đạn, Pháp có 290 đầu đạn, Vương quốc Anh 225 đầu đạn, Pakistan 165, Ấn Độ 160 và Israel là 90 đầu đạn. Ngoài ra còn chưa kể tới một số quốc gia đang bị nghi ngờ là có chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, ví dụ như Iran. Chúng ta vẫn còn quá nhiều vũ khí cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu cuộc chiến này diễn ra, nó sẽ diễn ra như thế nào? Quy mô của cuộc chiến cần phải lớn bao nhiêu để xóa sổ nền văn minh nhân loại? Trước hết, chúng ta cần biết rằng có rất nhiều cách để một cuộc chiến tranh hạt nhân diễn ra. Tính tới thời điểm hiện tại, phương pháp tấn công bằng hạt nhân duy nhất từng được sử dụng trong chiến tranh vẫn là ném bom. Loại bom hạt nhân như vậy được gọi là bom hấp dẫn, bởi chúng được thiết kế để thả xuống từ máy bay. Yêu cầu của loại bom này là phải chịu được các dao động và thay đổi về nhiệt độ, áp suất của không khí. Lúc đầu, các vũ khí thường có một cái chốt an toàn ở trạng thái đóng trong quá trình bay. Chúng phải thỏa mãn các yêu cầu về độ ổn định để tránh các vụ nổ hoặc rơi bất ngờ có thể xảy ra. Những quả bom hấp dẫn đầu tiên chỉ có thể được mang bằng Boeing B-29 Super Fortress. Thế hệ bom tiếp theo vẫn rất lớn và nặng, chỉ có các pháo đài bay B-52 mới có thể mang được. Nhưng vào giữa những năm 1950, người ta có thể chế tạo được các vũ khí nhỏ, nhẹ hơn và có thể được mang bằng các máy bay chiến đấu kiêm ném bom bình thường. Tuy nhiên, ngày nay, việc xâm phạm không phận một quốc gia có chủ quyền để ném bom là một điều rất khó khăn. Vì thế, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa dường như là phương án khả thi hơn cả. Theo đó, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa là loại tên lửa có khả năng bay xa hơn 5.500 km với vận tốc gấp 20 lần vận tốc âm thanh. Chúng gần như không thể bị đánh chặn một khi rời khỏi bệ phóng. Khả năng các quốc gia sử dụng vũ khí hạt nhân để tiến hành chiến tranh hạt nhân thường được chia làm hai loại. Nhóm đầu tiên là một cuộc chiến tranh hạt nhân hạn chế. Hay hiểu đơn giản hơn, nó giống như việc sử dụng vũ khí hạt nhân trên quy mô nhỏ bởi một hay vài nhóm. Chiến tranh hạt nhân hạn chế thường có khả năng xảy ra nhất đối với quốc gia đánh vào các cơ sở quân sự của nhau để phủ đầu đối phương hoặc đáp trả cuộc tấn công sử dụng vũ khí thông thường. Nó cũng có thể nói đến một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa các cường quốc hạt nhân nhỏ thiếu khả năng tấn công đòn quyết định lên quốc gia còn lại. Nhóm thứ hai là một cuộc chiến tranh hạt nhân quy mô toàn diện, bao gồm việc sử dụng với số lượng lớn vũ khí hạt nhân tấn công toàn bộ một quốc gia, bao gồm cả mục tiêu quân sự và dân sự. Cuộc tấn công như vậy nhằm phá hủy toàn bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, quân sự của một quốc gia thông qua tấn công hạt nhân áp đảo. Cuộc tấn công hạt nhân trên quy mô toàn diện này khó có khả năng giới hạn trong hai quốc gia.
đặc biệt là nếu một trong hai quốc gia đó là siêu cường hạt nhân. Nếu xảy ra cuộc chiến hạt nhân trên quy mô toàn diện như thế này, thì có thể khiến cho loài người tuyệt chủng hoặc chỉ có một số ít sống sót với mức sống và tuổi thọ chỉ tương đương với thời kỳ trước Trung Cổ trong nhiều thế kỷ. Ngoài ra, nó cũng sẽ hủy diệt hệ sinh thái và tác động lớn đến khí hậu trái đất. Theo số liệu ở phần trước, thì hiện tại có khoảng 4.000 đầu đạn hạt nhân luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Và trùng hợp làm sao khi trên thế giới cũng có 4.037 thành phố sở hữu dân số từ 100.000 người trở lên. Với sức mạnh của vũ khí hạt nhân hiện tại, thì gần như toàn bộ dân cư của các thành phố kia sẽ thiệt mạng ngay lập tức. Con số ấy ước tính vào khoảng 56% dân số của thế giới theo số liệu năm 2020, tương đương với hơn 4,3 tỷ người. Con số 4,3 tỷ người thì thật sự là quá khủng khiếp. Nhưng để tận diệt loài người thì có vẻ chưa đủ, bởi dân số của chúng ta hiện tại đã lên đến con số 7,8 tỷ. Nhưng đó chưa phải là con số cuối cùng nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân thật sự nổ ra. Sau hàng ngàn vụ nổ hạt nhân liên tiếp, thế giới sẽ chìm trong biển lửa, đổ nát và hoang tàn tới kiệt quệ. Khói bụi các vụ nổ sẽ nhanh chóng bao phủ bầu khí quyển của trái đất suốt nhiều năm, đưa chúng ta vào một thời kỳ mang tên mùa đông hạt nhân. Để cho các bạn dễ hình dung, thì đây sẽ là thời kỳ mà ánh sáng mặt trời không thể tiếp cận được tới bề mặt trái đất, gây sự sự biến đổi khí hậu nghiêm trọng, ảnh hưởng tới toàn bộ sinh vật bên trong. Nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra, nhiệt độ của trái đất sẽ giảm xuống khoảng 1,5 độ C trong vài năm đầu tiên do bị khói bụi che phủ. Và trong hàng chục năm sau đó, nhiệt độ vẫn bị giảm ở mức 0,5 độ C so với bình thường. Nhưng ở thời kỳ băng hà nhỏ, nhiệt độ trái đất cũng chỉ thấp hơn bình thường 0,5 độ. Vụ phun trào núi lửa lớn nhất từ trước cho đến nay tại miệng núi lửa ở Tambora, Indonesia năm 1815 cũng chỉ làm nhiệt độ trái đất giảm xuống 0,5 độ C. Vậy mà chỉ với con số nhỏ bé đó, cả trái đất đã phải sống trong một năm khốn khổ, được lịch sử ghi lại là năm không có mùa hè. Hiện tượng năm không có mùa hè đã gây ra sự đói kém, lạnh giá tới cùng cực, rải rác khắp bán cầu năm 1816. Băng tuyết và băng giá bất thường bao phủ, giết chết hoa màu, gây ra sự thiếu hụt lương thực trầm trọng. Nạn đói hoành hành khắp nơi, người ta còn phải bán đi cả gia súc, vật nuôi vì không thể kiếm được nguồn thức ăn cho chúng. Nhiều dòng sông được ghi nhận trong tình trạng đóng băng quanh năm và tuyết thì rơi giữa mùa hè. Vậy thì hẳn là bạn cũng biết hậu quả khi đám bụi phóng xạ từ hàng nghìn quả bom hạt nhân kia rồi chứ. Dù là có hàng tỷ người vẫn may mắn không bị vũ khí hạt nhân giết chết ngay lập tức, nhưng sau hàng chục năm thời tiết khắc nghiệt, không khí độc hại cùng việc thiếu thốn lương thực cũng sẽ khiến phần lớn phải bỏ mạng. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Còn một thứ chết người nữa sinh ra từ hơn 4.000 quả bom hạt nhân cũng là mối hiểm họa chính có thể xóa sổ loài người. Hẳn là các bạn cũng đã đoán ra, đó chính là phóng xạ hạt nhân. Lượng phóng xạ phát tán trong cuộc chiến tranh hạt nhân quy mô toàn cầu sẽ nhiều gấp hàng trăm lần lượng phóng xạ mà thảm họa hạt nhân Chernobyl đã phát tán ra môi trường năm 1986. Cho tới tận hôm nay, sự kinh hoàng về Chernobyl vẫn ám ảnh cả châu Âu. Hàng chục triệu km vuông đất, nếu không muốn nói là hầu hết bề mặt trái đất sẽ bị nhiễm xạ, biến thành những vùng đất chết. Biển cả, sông suối lúc này cũng không còn an toàn trước phóng xạ. Những cơn gió mang phóng xạ lan ra khắp mọi nơi, bám vào số lương thực ít ỏi còn lại. Khi cơ thể con người bị nhiễm xạ qua đường ăn uống sẽ phải đối mặt với cái chết một cách từ từ và đau đớn thông qua những căn bệnh quái ác. Điển hình nhất phải kể đến như bệnh ung thư da, ung thư phổi hay ung thư xương. Chưa dừng lại ở đó, tán dư phóng xạ cũng có tính di truyền tương tự chất độc màu da cam. Nó sẽ truyền từ đời này qua đời khác và hủy hoại thế hệ tương lai của chúng ta. Kể như vậy, trái đất từ một hành tinh tràn ngập sự sống trở thành nơi băng giá chết chóc chỉ sau vài tháng. Có cách nào để con người sống sót qua thảm họa hạt nhân này không? Hành tinh này liệu có thể được cứu vớt? Chúng ta phải làm gì để khôi phục lại sự sống như xưa? Trong khoảng một ngày sau khi chiến tranh hạt nhân kết thúc, phần dân số thế giới may mắn ở cách xa trung tâm vụ nổ vẫn còn sống, bắt buộc phải nhanh chóng tìm cho mình một cái bong ke đủ lớn và kín đáo để ẩn nấp. Nơi đó cần có đủ không gian để sinh sống, có khả năng sản xuất cung cấp lương thực trong hàng chục năm, bằng với thời gian mà những đám mây bụi phóng xạ lơ lửng trong không khí. Sau nhiều năm, các đám mây bụi phóng xạ cũng sẽ rơi trở lại mặt đất. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải đợi đến vài trăm năm nữa để phóng xạ phần rã hết
và môi trường trở lại trong lành. Có thể thấy, nếu chỉ trốn tránh và chờ đợi cho thảm họa qua đi, thì chắc chắn kết quả sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Cần một lực lượng đủ lớn bao gồm những lãnh đạo, những nhà khoa học hay bất cứ ai có khả năng tái thiết nhân loại tập trung lại với nhau. Liệu có nơi nào trên thế giới này đủ lớn để bảo vệ một lực lượng lớn tương đương vài chục ngàn người khỏi thảm họa hay chăng? Điều này nghe thì có vẻ điên rồ và bất khả thi, nhưng trên thế giới chúng ta có một nơi như vậy. Nơi mà tôi đang muốn nói tới là Thụy Sĩ. Ngày 4 tháng 10 năm 1963, Quốc hội Thụy Sĩ đã thông qua điều luật trong các công trình xây dựng của đất nước phải có hầm tránh bom hạt nhân. Vì vậy không phải Mỹ, cũng không phải Liên Xô, mà chính Thụy Sĩ, quốc gia nhỏ bé nằm bên dãy núi Alper hùng vĩ của châu Âu, mới chính là nơi có hệ thống hầm chống bom hạt nhân lớn nhất thế giới. Điều kiện đầu tiên cho một nơi chống bom hạt nhân là cửa ra vào các căn hầm phải được làm từ loại thép đặc biệt, dày đến 20cm. Tương tự các cánh cửa vào khu hầm ngầm của các ngân hàng lớn, nhưng thường được viền bọc cao su dày để chống sóng xung kích. Hiện tượng sóng được tạo ra trong trường hợp bom nguyên tử phát nổ. Các khoang trú ẩn trong hầm phải được đổ bê tông với độ dày từ 0,5 đến 1 mét. Hầm phải có hệ thống điều hòa và thông gió hoàn hảo. Hệ thống cảm ứng điện được lắp đặt dưới hầm cho phép người đi đến đâu thì đèn bật sáng đến đó. Sau khi đi qua, đèn tự tắt. Cuối cùng là những trang thiết bị dã chiến theo mô hình của quân đội. Đó mới chỉ là công trình mang cấp độ dân sự, phục vụ cho dân chúng trong tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, Thụy Sĩ còn có một công trình mang tầm quốc gia, nếu không muốn nói là tầm thượng thế giới, quyết định sự tồn vong của loài người trong trường hợp xấu nhất. Đó chính là K-20, mật danh của công trình hầm ngầm quân sự trị giá 259 triệu đô la thời điểm hiện tại. Được khởi công xây dựng trong thập niên 80, K-20 nằm trong vùng núi quanh Nam Tuyết Phủ, trên độ cao 1.200 mét so với mực nước biển. Hệ thống K-20 dành riêng cho giới lãnh đạo, viên chức cao cấp trong chính phủ Thụy Sĩ. Trong trường hợp đất nước bị tấn công hạt nhân, toàn bộ ban lãnh đạo, bao gồm cả các thành viên quốc hội, cũng như đội quân cố vấn, các trợ lý tháp tùng, sẽ được di tản cấp tốc tới đây. K-20 có diện tích sử dụng tương đương với một tòa nhà rộng lớn với sức chứa hàng trăm người, tích trữ khối lượng lương thực và nhu yếu phẩm đảm bảo cho các cư dân đặc biệt có thể sống và làm việc trong thời gian 5 đến 6 tháng. Tòa trong bên ngoài K-20 cũng giống như bao hầm ngầm công cộng khác. Nhưng ngay sau cổng chính vào hầm ngầm là bãi đậu xe rộng mênh mông dành cho các nhân sự phục vụ bộ máy kỹ thuật và hành chính. Mọi ngả ra vào được kiểm tra bằng hệ thống máy quét nhận dạng sinh học như đối chiếu giọng nói, quét mống mắt, tích hợp kết quả kiểm tra với mã số nhận dạng cá nhân được cơ quan an ninh liên bang cấp cho từng đối tượng được phép ra vào khu vực đặc biệt này. Để chính phủ liên bang có thể tiếp tục điều hành đất nước trong điều kiện thời chiến, các tầng bên dưới công trình K-20 được thiết kế riêng biệt cho mục đích duy trì thông tin liên lạc, phát thanh và truyền hình, bao gồm cả phòng họp với các thống đốc bang bằng cầu truyền hình qua kênh mật mã. Được biết, ngoài K-20, trên lãnh thổ Thụy Sĩ còn có vài công trình tương tự, mỗi hầm trú ẩn đồ sộ trị giá từ 80 đến 120 triệu đô la. Một hệ thống bong kè với quy mô lớn sẽ đảm bảo cho các nhân vật quan trọng, những nhà khoa học hàng đầu có đủ thời gian, không gian để cứu lấy nhân loại. Dù biết là rất khó, nhưng đây chính là hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn lại của thế giới. Thật đáng buồn làm sao khi nguyên nhân đưa loài người đến với ngày tận thế rõ ràng nhất lại đến từ chính sản phẩm của chúng ta. Người ta luôn nói về hòa bình, nhưng lại chuẩn bị cho chiến tranh. Nhà bác học Albert Einstein từng nói: "Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ ba sẽ sử dụng vũ khí nào, nhưng tôi biết rằng chiến tranh thế giới thứ tư sẽ sử dụng gậy gộc và đá." Liệu đây có phải là một lời tiên tri vượt thời đại cho tương lai của loài người hay không? Các bạn nghĩ sao về kịch bản tận thế này? Có khả năng nào nó sẽ xảy ra trong tương lai? Hãy cùng nhau để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận của video. Và đừng quên quay lại với Vũ trụ Nguyên Thủy để đến với kịch bản tận thế tiếp theo có thể xảy ra. Còn bây giờ, Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại.